chân huyết mỏ đang lột nha anh em nhé, mỏ đang lột bóng bộ cực đẹp luôn. Được gấu chim là nó có một sợi bông ở vai này anh em này, một sợi bông ở vai. Mỏ đang lột rồi, mỏ đang anh em thấy mỏ dưới của nó có khá là trắng, mũi thì mũi trắng rồi, da mũi trắng rồi, khả năng là sẽ lột mỏ đấy rồi.